Là cái cối này là của cụ nhà để lại. Lâu chưa cô? Mấy chục năm luôn rồi đó, tới giờ đó. Dạ, mấy chục năm tới giờ. Lâu lắm rồi con mới gặp là cái cối xe bột này á. Trước dạ. Cô xây máy cái cối đó kìa. Dạ, sau này là cô đổi qua cô xây máy. Xe bột cực quá hay sao cô? Cực lắm trời ơi, quay và để nhà từ chút. Dạ. Hôm nay thì ẩm thực phố về lại cầu Tầm Bót trong á, để ghi hình gửi cho quý vị xem một cái cách làm bánh canh của cô Chính ở cầu Tầm Bót đó quý vị. Nhưng mà cô sắt bằng hai thanh tre gì nè quý vị. Wow, cô làm rất là đơn giản quý vị ha. Dạ con chào cô Chính nha cô Chính. Dạ. Bột này là cô đang làm là bột gì cô Chính? Bột gạo với nhồi với bột đường phảnh. Dạ, nhồi với bột đường phảnh cô ha. Cô búng cái là cái vô cái nồi gì nè quý vị. Trời ơi, bánh canh của cô ngon dữ lắm quý vị ơi. Ẩm thực phố thì hai hôm trước đã có ghé ăn á. Và ngon quá ngon rồi, ẩm thực phố phải vô xin. Cũng như là cái cách cô làm cộng bánh canh ngon á. Để gửi cho quý vị xem. Vì nào mình có ở Long Xuyên đó thì cứ 2 giờ là cứ chạy vô cầu Tầm Bót là cô có bán ha cô Chính ha. Dạ. Đây thì cô nấu trên một cái lò than. Cái này nhồi bột lâu không cô Chính? Nhồi trong vòng nửa tiếng là rồi. Dạ, trong khoảng nửa tiếng là xong cô Chính ha. Mà cô để vô trong nồi gì là cô nấu lâu không cô Chính? Cô cắt trước rồi mà khi mà nó vừa xong cô vớt ra ra. Dạ. Vớt ra rồi để khoảng cho nó ráo một hơi để mình nấu lại mới là chín. Cái này gọi là bột sống nè. Bột sống cô để vô cô nấu rồi cô vớt ra cho nó ráo. Và cô nấu thêm một lần nữa. Dạ. Một lần đó là cô sẽ niêm gia vị đó không cô? Dạ. Vậy đó là giờ cô vớt ra nè. Dạ. Là thường là bao lâu là cô sẽ vớt bánh ra? Khoảng 5 phút thôi. Dạ, 50 phút là cô vớt ra. Bây giờ cô vớt tạm thời vớt đỡ gì cho con coi. Dạ. Chứ cô sắt hết cục bột thôi cô vớt mới được. Thôi cô sắt hết đi con, sắt hết rồi. Dạ dạ, không sao đâu. Con đang gửi cho quý vị xem một cái hình ảnh mà cô sắt chuyên nghiệp nè. Ngon lắm quý vị ơi. Công nhận cô Chính bán ngon thiệt luôn á. Là ẩm thực phố phải chia sẻ liền lên cho quý vị xem mà mình ở Long Xuyên đó. Mình ăn bánh canh là cứ chạy ngay lại cầu Tầm Bót trong. Cô bán trên một cái chiếc xe thôi, gọn thôi. Nhưng mà rất là ngon. Cô bán được bao nhiêu năm rồi cô Chính? Khoảng 37, 38 năm đó. 37, 38 năm hả cô? Dạ. Thì... cũng như lúc trước cô gánh nữa, có cái đòn gánh này à. Dạ. Đòn gánh hồi xưa. Dạ, đòn gánh cô để trên nè quý vị. Cô dắt trên nhà, hiện tại giờ thì cô đẩy xe đi. Cho tiện cô ha. Đẩy xe rồi. Dạ. Yeah. Chạy quay, mang bọc với bàn tay không đi, quay sắt cho nó mang. Dạ. Cũng như là nếu mình làm tay không là còn mau hơn nữa coi ha. Dạ. Cô làm này bao lâu cô? Bắt đầu nhào bột á hả? Hay là cô mà bán hả? Cách này hả? Là nước sôi lên là 10 giờ cô, 11 giờ cô bắt nước đó sôi lên nè. Là giờ này cô sắt rồi đó. Nước sạch rồi bán đó hả? Chắc khoảng tới 1 tiếng à. Tiếng rưỡi đồng hồ mới hết thao bột đó đó. Chắc gì nè. Tiếng rưỡi. Xong rồi con mới để nước dừa đi, lấy dừa đó mình để dảo vô mình nấu lại. Nấu lại rồi mình nêm nếm. Sáng giờ là coi như cô mình xào tôm rồi gì đó. Làm đồ ăn rồi thì xong rồi tay con chắc.
Thường mình nấu cầu bánh canh này như thế nào là nó đạt chuẩn ngon cô chín? Bây giờ mình nấu cho nó một quận này là mà gọi là trụng bột chín đó. Dạ. Trụng bột cho nó chín, nó săn bột rồi mình vớt lên. Dạ, vớt lên rồi mình để qua bên đó. Rồi dạ. Khi mà sắc xong bột thì con mới bắt lại quận nước của nước dừa. Dạ. Rồi con thả bánh vô nước dảo dừa đó. Dạ, cô nấu bằng nước dảo dừa ha. Dạ. Đó, nước sôi lên cái mình thả bánh chở ngược lại một quận nữa. Dạ. Rồi nấu chín luôn á. Trong vòng có nửa tiếng thôi, lúc mình nấu chín nè. Tại vì bột lúc này là mình đã trụng chín rồi nè. Dạ. Còn nấu nêm nếm lại là có nửa tiếng nữa là xong rồi. Dạ. Như là bột phải qua sơ chế trụng lại trước một lần. Dạ. Trụng trước một lần nè. Cái nghề bán bánh canh này là cụ nhà truyền lại cho cô hay gì cô chính? Cụ nhà mẹ gì đó. Dạ. Mẹ cũng bán mấy chục năm đó. Dạ. Tới phiên cô. Vậy là bắt về tới mình bán. Dạ. Mình yêu nghề thì mình làm luôn. Dạ. Là tính thời điểm của cô là cô bán đã mấy chục năm rồi. Cỡ 30 mấy năm đó. 30 mấy năm. 35 năm. Mà cụ ở nhà là đã bán trước đó nữa. Trước đó mà cũng mấy lúc thời điểm còn trẻ đó. Dạ. Bán tới 60 tuổi luôn còn mặn mà. Dạ. Vậy là cụ nhà bán lúc đó chắc cô còn nhỏ quá. Nhỏ xíu mà. Cô còn học mà. Dạ. Mười mấy tuổi là cô còn đi học chưa có bán, rồi mẹ bán. Dạ. Rồi tới cô lớn lên hai mấy tuổi thì lập gia đình rồi cô bán cái nghề này luôn. Dạ. Là cô hiện tại giờ là nhiêu tuổi rồi cô chính? Tới 63 rồi đó. Cô 63 mà lúc mười mấy tuổi là cụ nhà bán cũng cách đây cũng 50 năm rồi. Ừ. Dạ. Nói và... gì bánh này là hồi xưa tới giờ đó. Dạ. Cũng làm vậy đó. Ở An Giang mình thì con thấy loại bánh canh bột sắt gì là cũng nhiều cô ha. Ừ, nhiều. Cái tên đó. Gọi bánh canh này chính xác là gọi là bánh canh gì cô chính? Là cũng gọi bột sắt vậy thôi là người ta biết rồi. Dạ, bánh canh bột sắt ha cô chính. Ừ. Là mình nói là bánh canh bột sắt nước cốt dừa ha. Rồi. Mặn ngọt đó ha cô ha. Ngọt, nói dạ. Bánh canh mặn ngọt đi. Mặn ngọt. Dạ. Cô thì chỉ cần hai thanh tre thôi quý vị. Sắt. Công việc này là có mình anh cô làm hả cô chính? Có mình anh mình biết làm thôi. Dạ. Cái này cũng hơi khó, nếu không biết làm là biết làm không biết sắt là con cầm hai thanh này con cầm không được. Dạ. Chỉ có mình cầm quen thôi. Cầm được mà không biết gặt bột được không á. Cô gặt một cái là bay vô cái nồi liền mấy vị. Theo ý cô luôn á. Cái khoảng cách như vậy là có xa quá không cô chính? Còn xa nữa được không cô? Xa nữa cũng được. Vậy hả? Nó lâu vậy con. Dạ dạ lâu hơn cô ha. Dạ. Mình thấy nhắm xa thì mất chút dạ. Lâu còn. Ví dụ là cho nó nhanh chút xíu đi. Dạ. Tưởng đâu xa xa chừng vài mét gì đó cái đầu đưa lên. Chắc không tới. Mình đưa lên biểu diễn luôn. Đây là cô thiết kế một cái ghế ngồi ấy vị. Thì bây giờ chắc chụm bằng than không hết cô chính á? Xài than rồi khi mà cô nấu quận nữa cô chụm củi lại thêm nữa. Dạ. Yeah. Lúc đó mình nấu tới hai nồi lận. Dạ. Cái mặn cái ngọt lận. Dạ. Vì là cô nấu cô chụm củi là cái lò nè quý vị. Thằng ơi cái lò này cô thiết kế cái lò cái ống khói nè quý vị nhìn nè cực kỳ đẹp luôn á. Ôi ôi tuốt lên trên luôn nè quý vị. Đơn giản lắm quý vị, nhưng mà sự thật là bánh canh của cô ăn ngon thiệt chứ.
con ăn con cảm nhận ngon thôi, chứ mà nói về diễn tả cái độ ngon á của bánh canh mà đúng bánh canh bột sắt ngọt của mình nè, ngọt mặn đó, thì con chưa hiểu là cái cọng bánh xanh như thế nào là gọi là nó ngon hả cô Chính ha. Con phải dùng gạo thiệt dẻo á. Dạ. Gạo dẻo rồi bột dẻo luôn rồi con nấu ra cái độ dai của nó dai mềm á nha. Dạ. Dai mềm mới ngon. Rồi thêm cái đường thốt lốt nữa. Dạ. Đó nó mà đặc chuẩn đó. Còn nếu mà đường thốt lốt không ngon cũng không ngon nữa. Dạ. Vậy là phải bột cho dẻo mềm nó gọi là ngon. Dạ, vậy là cái cọng phải dẻo và mềm. Rồi phải có đường thốt lót là thơm cái vị của đường thốt lót. Đúng rồi, mới gọi là bánh canh ngọt hồi xưa tới giờ. Dạ. Chứ con nấu đường khác là không đúng. Nấu đường trắng được không cô Chính? Không có ngon. Không có ngon hả con? Mà nó có làm cho cái cọng bánh canh nó thiếu màu sắc gì không? Thiếu màu sắc luôn. Dạ. Chỉ có đường thốt lót mới là đúng màu và sắc của nó rồi cái chất ngọt thơm của nó á. Dạ. Ngon hơn đường khác. Nó mới gọi là đường bánh canh đường thốt lót mới ngon. Dạ. Nếu chính xác là bánh canh đường thốt lót và làm đường thốt lót mới ngon thôi Chính ha. Dạ. Nguyên một cái thau bột luôn quý vị. Còn cô Chính nãy giờ cô Chính đánh gì chắc được khoảng 30 tô không cô? Không tới rồi con ha. Chừng khoảng nữa con ha. Nè. Ôi ôi. Tính ra nếu như vậy là có thể nấu nhà ăn cũng được phải không cô Chính? Được chứ. Dạ. Nhà con dùng thịt vịt, thịt này thịt kia con bằm con nấu ngon hơn. Dạ. Rồi hải sản cũng được. Dạ, có bằm thịt vịt đồ vô nữa ha cô Chính ha. Bây giờ khi mình chế biến ở nhà. Dạ. Cũng ngon, còn con bán thì nó cái giá tiền nó mắc quá. Dạ. Bán chậm lắm. Nếu tính ra cô làm thịt vịt vô nữa là ăn là dạ bá cháy luôn á, nhưng mà có một cái là phải lên giá nha quý vị chứ làm thịt vịt mà bán giá cũ là không được. Hiện tại là tô nhiêu cô Chính? Cô bán tô ở Bình Dân đây có 7.000 tô với bọc 7.000, thí dụ ai cần ăn khá nhiều một chút thì 10.000. Dạ. 10.000 bọc, 10.000 tô. Dạ. Đây nè, cô để qua nó bị là cô để miếng nước hả con? À, cô miếng nước. Nước lạnh quý vị. Ôi, cô sắt nãy giờ cũng nửa tiếng đồng hồ mà mới được khoảng chừng mười mấy tô. Một tô 7.000 thì được khoảng chừng và 10 tô 70.000. Quý vị thấy kiếm được đồng tiền cũng không phải là chuyện dễ dàng nha quý vị. Cô nhồi bột cực lắm á. Nhỏ bọc cực hơn cô Chính ha. Dạ. Nhỏ bọc rồi phải sắt từng cọng nữa. Chứ đâu phải là muốn ăn được tô bánh canh đâu phải là dễ. Dạ. Con thấy là cô bán làm như là cái đam mê ha sao cô Chính? Dạ. Có đam mê mới bán được những cái món mà gọi là kỳ công như vậy nè. Phải làm thủ công từng sợi vậy. Bây giờ thì con thấy có máy đồ sắt hả cô Chính? Có, nhưng cái loại bột này con sắt máy không được. Bột này sắt máy không được hả con? Không, tại vì cái loại bột này là bột sống mà sống dẻo của nó rồi thằng nữ. Thì con để vô cái máy gì cái nó dính nhẹo nhẹo hết trơn rồi. Dạ, nó hơi dính đúng rồi. Dính dữ lắm luôn, làm sao dùng máy. Chỉ có dạ. Cái cong gì nè, sắt gì nè, mới thanh tre gì nè. Dạ, nó nếu người ta dùng máy thì người ta sẽ dùng loại bột khác hả cô Chính ha? Dạ. Con phải nấu bột chính khác luôn. Cái yeah. này là bột sống nè. Dạ. Yeah. Bột sống và bột tươi đó, gọi bột tươi luôn á. Bột này thì chắc cô cũng nhồi với nước thôi hả cô Chính? À, nước nóng ấm ấm hả? Dạ, yeah, nước ấm. Nước ấm. Chứ mình nhồi nước lạnh không được hả con? Cũng được, nhưng mà mình muốn có nước ấm ấm á, cái nó yeah. giữ cái bột của mình hơi dai chút. Dạ, yeah, vậy là một cái công thức quý vị. Nước ấm là giữ bột dai. Cô Chính chia sẻ là bí quyết luôn á. Những cái đó là những bí quyết mà giúp cho cọng bánh canh của cô ngon thêm á. Ăn vừa dai vừa dẻo mà không có dai quá cô Chính ha. Không dai quá. Dạ. Yeah. Đúng độ mà nó thơm. Nó thơm, gọi là thơm cái mùi bột gạo với cái mùi gì nè cô Chính, mùi đường thốt lốt á. Rồi cô làm thêm nước cốt nữa. Tàn ơi. Ăn cái tô bánh canh ngọt nghe. Muốn ăn hoài luôn quý vị.
không ngán luôn á. Cô Chính rồi, có tính truyền ngày lên cho con không cô Chính? Con cháu gì không cô? Con cháu nó cực quá, nó chê rồi, nó không dạ. Đúng rồi, con đi quay cũng các cô cũng làm bánh truyền thống nè. Mà sao các cô cũng than con cháu bây giờ sau này chơi cực, không chịu làm. Dạ. Mà coi cô Chính sắc cũng coi hoài rồi, sắc đơn giản gọn gàng. Hay gì chứ sắc gì cũng hoạt động cổ tay dữ lắm quý vị. Xử lý cái bánh gọi là cho vào được nồi ấy quý vị, cũng dùng kỹ thuật lắm á. Nếu mà không điều tay là dính bột nó dính. Dạ. Là ở đây là quý vị nè, cộng nè, ghê quý vị ha, ghê và đẹp lắm. Mà có cái cộng đều luôn á. Đây nè, cô búng vô con nào con nói đều 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 gì đâu quý vị. Ví dụ như có khán giả nào mà yêu thích cái món này á, mà ở xa ta muốn đi học nghề cô Chính á, cô Chính có chỉ không? Chỉ chứ. Chỉ ha. Chỉ mình về mà nghề đi. Dạ. Cũng chỉ nghề lại cho con cháu sau này ha cô Chính ha. Cho con cháu sau này, cô cũng muốn cháu mình làm nữa nhưng nó còn nhỏ quá. Dạ. Có đứa cháu ngoại kìa. Tại vì những món này mà đem lên Sài Gòn á cô Chính. Trời ơi, quý khách nếu mà đúng cái công thức của cô Chính gì nè, làm ngon gì nè, hình trển bán cho cái lượng khách du lịch rồi đó, im lắm. Thì là cô Chính sẽ chỉ nghề nha quý vị. Bánh canh ngọt mặn thì ẩm thực phố đã có giới thiệu cho quý vị một chiếc xe đẩy của ông, của bà cô cũng bán cũng bánh canh truyền thống như cô Chính như vậy nè, mà bán ở chợ Cao Lãnh á. Dạ, ngay kế bên cái đình gian chợ ẩm thực của Cao Lãnh đó cô. Bán cũng ngon lắm, nhưng mà ở An Giang thì ẩm thực phố chỉ biết được cái xe của cô Chính ở đường cầu Tầm Bót thôi. Là quý vị cứ lại ăn thử đi, vừa rẻ mà ngon nữa. Con thấy người ta làm bằng cái gì, cái cung gì đó là sao nữa cô Chính? Hồi xưa cái kiểu sách này nè, người ta ở nhà người ta không có làm cái thớt được. Dạ. Cái cây người ta không có. Thành dạ. Ông bà già xưa á. Dạ. Ấp mà đắp bột vào cái ve sành đó. Ve sành đó cô Chính. Rồi mới làm cái cung. Một cái cung. Bắn. Bắn là để lên nồi nấu rồi cái lấy cái cây bắn lên luôn. Bắn vô luôn. Bột vô trong cái ve sành đó đó. Dạ. Mới bắn vô cùng. Còn thời bây giờ cô làm tiện cái là mình đặt cái ghế này nè. Dạ, ngồi luôn. Ngồi sắt dạ. Luôn cho nó nhanh chút. Dạ. Con làm kiến thức kia nó lâu lắm. Dạ. Như là mình đang cởi người vậy đó quý vị. Nó nhanh luôn. Dạ, nhanh. Nhanh mà gọn. Nhanh gọn luôn.
là cái phần làm tre như vậy là do cũng như là mình suy nghĩ ra sao hay là sao cô Chính? Đó, của cha mẹ để lại y gì nè, dạ. Không hiểu. Dạ. Của ông bà để lại cái cây gì nè. Dạ. Cho thợ mộc họ vuốt. Dạ, vậy là thợ mộc vuốt luôn hả cô? Vuốt bà, toàn cái con tướng luôn. Dạ, có cái gốc luôn nè quý vị, nè, có gốc. Cái đồ cầm luôn nè. Ừ. Rồi, cái cây này con ấy ha, con tưởng nó là cái gốc tre bình thường chứ. Không, cái cây bên đây cũng là thợ mộc gốc luôn. Nè. Không, dạ. Thanh tre này mình vuốt cũng được. Dạ, nhưng mà thanh tre còn này thanh cây á, mình thấy cần thợ mộc vuốt cho mình có ba gốc. Dạ, có ba gốc. À, ba gốc sắt cầm. Được. Chứ con cái hình tam giác, hình tam giác. Đi. Dạ dạ. À, mấy nhắn xuống mấy có bánh. Quý vị nhìn kỹ. Nhắn con bánh. Con tưởng nó là cái khúc tre bình thường, khúc nào cũng được. Không. Cho hồi là cái này là có thợ mộc vuốt quý vị. Vuốt cái thanh tam giác. Dạ, vuốt cái thanh tam giác rồi vuốt hai cái gốc cầm nữa. Chứ đâu phải đơn giản quý vị. Cái này không dính ha cô? Cô là không dính nè, chứ không dạ. Là máy móc là nó dính bột hết chứ. Dạ. Máy móc thì máy móc, nhưng mà có những sản phẩm, những loại bánh hay là những loại bánh tay. Trái là phải dùng bằng tay quý vị, thủ công chứ không phải. Nhưng mà cho dù mà phát triển cỡ nào nhưng mà có những cái loại bánh là phải dùng tới thủ công, tới tay mới làm được. Dạ. Cô sắt mới có hai cục nhỏ xíu rồi quý vị, mà nguyên một cái thao này chứ cô sắt có tiếng hồ nữa quá. Tiếng mấy nữa hả con? Một tiếng dạ. Nữa. Coi như nãy giờ là nửa tiếng rồi đúng không? Dạ là cô thường ngày là cô sắt khoảng tiếng rưỡi thôi cô chứ. Tiếng rưỡi đó. Dạ. Tiếng rưỡi mà cô bán là khoảng nhiêu tô cô Chính? À, nếu mình tính mình quân cây 7 ngàn mà cô bán được 6-700 ngàn là như con tính nha. 7.000 mà 6-700.000 là cả trăm tô rồi. À, trăm tô đi. Dạ. Dạ. À, cô sắt trăm tô bánh canh. Ừ. Là nhiều cộng lắm đó quý vị. Tính ra cộng một tô cũng trên 10 cộng á. Tô có 20 cộng á. Bên trăm tô là quý vị biết là cô sắt cũng 2.000 cái sợi bánh canh á. Quá kinh khủng quý vị ha. Thế vậy thôi chứ tính ra cái số lượng cộng là rất là nhiều á. Đây, cô xế nhẹ lên cái nào quý vị. Lúc này cũng giờ trưa quý vị. Cũng khoảng 12 giờ trưa bắt đầu cô sắt khoảng tiếng ngoài là khoảng 1 giờ rưỡi. Thì cô sửa soạn là khoảng 2 giờ là cô sẽ đẩy xe ra tại cầu Tầm Bót trong của thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang mình quý vị. Ở đây là thuộc phường gì cô Chính? Mỹ Phước, à. Mỹ Phước con ha. Dạ. Là khúc đường Thọ Ngọc Hậu bị chạy vô là đụng cầu Cá Sơn Trong ấy bị. Ẩm thực phố là có thể nói là lấy uy tín của ẩm thực phố ra là bảo đảm chứ bị ăn là rất là ngon. Cô Chính làm bánh canh ngon lắm. Quý vị nào mà thích ăn bánh canh là ghé cô Chính ăn. Ngon mà giá rẻ nữa. Hôm nay cô Chính thiết kế cái lò nè quý vị, chùm củi. Nhìn quá đẹp luôn á. Nè. Dài lên phía trên. Còn cái ống khói. Như quý vị thấy những cái cây dắt đó đó là những cái cây đòn gánh đó. Đòn gánh của cô gánh lúc trước thôi quý vị. Đi bán đó mà bây giờ đẩy xe thì khỏe hơn cô Chính ha. Khỏe hơn. Dạ. Con nghĩ bánh canh của cô bán cũng có khách mối rồi, chắc ở nhà bán cũng có khách thôi. À, được. Dạ. Có khách bán dạ. Quen rồi, khách lại coi như cô không có đẩy đi đó. Dạ. Cô chỉ đậu chỗ rồi. Dạ. Lại dạ. Chứ bây giờ là cái phần
cái phần mà gọi là mua hàng của shipper rồi đó quý vị. Shipper lại lấy rồi đó, thì người ta cũng biết đến. Chỉ cần có số điện thoại thôi là liên hệ lấy hàng. Đúng là cái bánh canh của cô Chính làm kỳ công thiệt. Từ khâu nguyên liệu nhồi bột nè quý vị. Rồi sắt bột rồi phải vớt. Tức là sắt xong phải vớt ra phần phần nồi kế bên để chút xíu nữa mình nấu thêm một lần nữa. Ủa tại sao mình không nấu một lần một mà phải nấu qua hai lần nữa cô Chính? Tại vì khi con đợi tới mà mình sắt hết thau bột là nó thời gian nó dài đó. Dạ. Rồi con phải nấu một khi mà mình nấu quận gì con phải nấu vô một cái một. Dạ. Chứ con không có nấu được hai ba quận. Dạ. Ừ. Nếu nấu qua hai quận thì nếu mình sắt hết vô thì nó cũng bánh canh từ nó đâu có đều phải không? Không có cộng nó trước thì nó chín gục. Chín. Dạ. Rồi nó cứng. Dạ. Con phải đợi con sắt cho hết luôn một quận một. Dạ. Rồi một lớp mình thải vô nước dảo là một cái một luôn. Dạ. Bắt nguyên nồi đó lên lại để dạ. Nước dảo vừa nấu vô. Con cháu nó chê. Dạ. Dễ bị nổi sắc nè. Tô của cô Chính bây giờ lên giá phải 10.000 mới đúng mới đúng cái. Đó, cũng có giá 10.000 nhưng tại ví dụ như mình bán ở sớm gì nè. Dạ. Ăn kêu 7.000, bán 7.000 rồi. Dạ. Cũng như quen quen thì bán giá hữu nghị hả con ha. Nhưng khi khách người ta ăn nhiều thì người ta kêu nhiều. Đúng rồi. Dạ. Thường thường cô cũng có giao shipper rồi nó phải thấy đó. Dạ. Giao là 10 với 15. Dạ. Dạ. Tính tiền giao xếp đó. Dạ. Mình năm mới đi giao. Dạ. Vì thấy cô làm rất là đơn giản luôn á. Mà phải nói là làm từ cộng gì thì nó rất là lâu quý vị ơi. Có thể nói là một bữa bán của cô sắt khoảng mấy ngàn cộng bánh canh đó. Tính gần 100 tô, một tô là cũng cỡ là mười mấy 20 cộng rồi. Tính ra là cô phải sắt cả ngàn mấy 2.000 cộng. Thủ công thì làm hơi lâu quý vị. Nhưng mà cái sản phẩm khi mà mình ăn á rất là ngon. Có nhầm khi cô chia sẻ đó là những loại bột thì đâu có sắc máy được cô Chính ha. Dạ, nó dính. Phải sử dụng tới tới tay mình làm. Thì hôm nay ẩm thực phố chia sẻ về cái cách làm bánh canh á của cô Chính ở cầu Tầm Bót quý vị. Thì cũng xong một cái buổi như nè, cô sắt nhiều bột nữa là hết rồi nè quý vị. Là bắt đầu cô sẽ dọn ra cầu Tầm Bót thôi. Thì ẩm thực phố sẽ chờ đợi ra cầu Tầm Bót để thưởng thức cái tô bánh canh của cô Chính nha quý vị. Cô Chính sắt quý vị thấy không? Nãy giờ mà sắt 40 phút rồi đó, có hơn nữa đó. Đổ mồ hôi dữ lắm quý vị ơi. Sắt qua nồi rồi nấu nữa. Thôi con chào cô Chính nha cô Chính. Rồi, con sẽ gặp lại cô Chính lúc 2 giờ tại cầu Tầm Bót. Dạ. Rồi cô Chính. Con thấy nè quý vị.